Miệt thứ hôm nay. Đời sống miệt thứ, check-in thị trấn thứ 11 huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Ngày thứ 3 giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, 21 tháng 7. Ghi nhận của miệt thứ cho thấy bà con thứ 11 tiếp tục nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 16. Vẫn chỉ có tiệm tạp hóa lớn mở cửa kinh doanh với nguyên tắc giữ khoảng cách giao tiếp 2m nơi công cộng. Mật độ người dân ra ngoài mua nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt thường nhật có gia tăng nhưng không đáng kể so với ngày hôm trước. Theo phản ánh của bà con, các chốt kiểm soát trên toàn địa bàn huyện An Minh tiếp tục tăng cường kiểm tra lý do ra khỏi nhà của người dân một cách chặt chẽ hơn. Cụ thể, tại chốt kiểm soát khu vực cầu treo thứ 11, lực lượng an ninh đã yêu cầu người dân hạn chế tối đa và không qua cầu treo dù đó là lý do đi đến Bách Hóa Xanh mua nhu yếu phẩm hay rút tiền tại cây ATM ngân hàng Agribank thuộc khu phố 2 thị trấn thứ 11 huyện An Minh. Chỉ giải quyết các trường hợp đi khám bệnh hay chăm sóc người thân đang nằm viện tại trung tâm y tế huyện An Minh. Tuy nhiên, người dân đang sinh sống phía bên cầu treo thứ 11 được phép thông qua chốt kiểm soát để đi vào chợ truyền thống mua nhu yếu phẩm cần thiết nếu có lý do hợp lý và khuyến cáo người dân ở đâu nên mua ở đó. Và bây giờ hãy cùng miệt thứ thứ 11 trò chuyện cùng các tiểu thương chợ truyền thống thứ 11 để hiểu hơn về tình hình kinh doanh hiện tại trong ngày hôm nay. Rồi tình hình là mình buôn bán sao em? Lại ra đồng thường là bà con là anh thấy là thanh niên tình nguyện đến mua đồ cho bà con phố Ly nhiều. Thường là họ đến mua những gì em ha? Mua mì, mua bánh hả? Rồi, còn những người dân bình thường họ đến họ mua nhu yếu phẩm thì họ mua những thứ gì? Rồi giá cả có lên không cô? Rồi mình ở đây là coi như là tuân thủ phòng chống dịch theo chỉ thị 16, giăng dây đàng hoàng. Lời cho anh hỏi thêm á là cái ngày mà trước khi mà giãn cách xã hội á là anh thấy là mọi người đi chợ rất là đông. Là thường khi đó là mọi người mua nhu yếu phẩm là những thứ gì nè em? Đây đây đúng không? Nhưng mà giá vào thời điểm mà chưa cách ly á, là giá cao hay thấp so với giá hiện tại bây giờ? Cái này là giá là do cái nguồn sản phẩm mình mua vô là giá tăng cao đúng không? Nên là bắt buộc mình phải tăng đúng không? Chứ mình cũng muốn bán giá vừa phải cho bà con phải không? Còn bây giờ thì cái nguồn hàng mà em lấy á, họ có đem về giao cho em trong thời điểm này không? Tức là bây giờ nếu mà mình lấy nguồn hàng từ nơi khác thì họ vẫn đem đến cho mình đúng không? Cảm ơn em nhiều nha. Trời đang mưa. Chiều nay miệt thứ mưa. Ủa đi mua gì vậy chị? Hả? À, đưa mấy cái cháo gì làm. À đi về nhà hả? Con này đi mua hả? Đây nè. Đem đồ ăn cho nó. Ở nhà nha. À. Khu vực này là khu chợ tạm của chợ trung tâm thương mại thị trấn thứ 11. Qua cây cầu này sẽ là chợ cá và khu vực này
thì bà con tiểu thương bắt buộc phải nghỉ theo chỉ thị số 16, và chỉ có chợ truyền thống là chợ cá bên này là được phép hoạt động kinh doanh. Miền Tứ bình yên. Bán được không cô? Bán được hả cô? Mọi người thường mua đi mua gì cô hả? Dạ, ở đây là mấy cái này là mới gì hả cô? Giá cả có tăng không cô? Dạ. Cá mọi người mua nhiều không cô ha? Cá có người mua người dạy ký 5 ký, lại 10 ký, 2-3 ký. Dạ. Dạ. Rồi ở đây cũng có giăng dây. Dạ, phòng chống dịch nha cô. Xoài ký nhiều cô, thấy ngon quá vậy? 20 ngàn một ký thôi hả? Bán 1 ký xoài đi cô, con đi. Cái này là chín sống hả? Ký thôi coi nha. Đây cô ơi, con nghĩ là các cô nên đeo cái găng tay. Mình nên đeo cái găng tay cô nha, rồi mình tiếp xúc nhiều quá, mình đeo cái găng tay mình bớt tiếp xúc á, nó an toàn hơn cô nha. Nước rửa tay hả, tức là sao? Tức là bán xong là rửa tay liền phải không? Chị ơi, rồi gà này bán được không chị? Trâu gà này bán được không chị? Đây đây hả? Rồi mọi người đến, mọi người cũng mua bình thường đúng không? Giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách đúng không? Giá cả lên không chị? Giá cả bình ổn. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn chị nha. Đi rõ luôn ha, đi rõ đó tuân thủ luôn ha. Thịt heo bán được không chị ơi? Bán cũng được anh em. Bán cũng được hả? Giá cả sao chị? Có lên không chị? Không, bình bình. Bình bình luôn hả? Ngủ quay. Tình hình sao rồi cô? Hả? Tình hình sao, nguồn hàng là đáp ứng đầy đủ không? Cũng được nè, mà không có người mua. Không có người mua hả cô, chắc bà con là hạn chế đi chợ. À đúng rồi đó. Dạ. Cũng là dai. Dạ. Bán 1 ký gì đó. Chứ dạ. Đồng. Nhưng mà giá cả là ổn định. Giá cả bình thường. Dạ. Rẻ hơn lúc thường nữa. Dạ. Để không có người mua là mình phải bán rẻ. Dạ, thôi cũng cố gắng bán cho bà con có điều kiện mua nha cô. Ừ, tao cố gắng này, tao cũng ra ngồi hết sức cố gắng. Hết sức cố gắng hả chị? Này cũng liều dữ lắm rồi nghe. Dán cầm mình ra đây, mình khổ quá, cho bà con ra. Dạ, ông mà chị là bán hết rồi, sung sướng cuộc đời rồi. Hết rồi. Còn bên này là sung sướng phân nửa cuộc đời. Rồi, chúc bà con có nhiều sức khỏe nha, an toàn là trên hết nha. Thank you.
Chị ơi, thường hôm nay là mọi người mua gì chị? Là bà con mua nhu yếu phẩm bình thường đúng không? Mà cái lượng mua nhiều không? Tức là cái lượng mà người một người đi mua, họ mua nhiều thứ không á? Mấy món chủ yếu không ạ? Vậy hả? Chứ họ không mua dự trữ phải không? Rồi, cảm ơn chị. Cà phê đi. Đeo con Trang chị ơi. Thì mình thấy có người đi ngang là mình đeo khẩu trang lên liền, rồi sau đó mình một mình thì mình gọi khẩu trang mình uống cà phê, ok. Biệt thứ 11 nha chị. Trên YouTube cũng có mà trên Facebook cũng có luôn. À chị, mặt hàng gạo mọi người mua nhiều không chị? Ở đây em bán lẻ từ vài ký thôi chứ không nhiều lắm. Dạ. Không, ý em nói là tất cả những người họ đi chợ ngày hôm nay á, hoặc ngày hôm qua á, thì những cái mặt hàng mà họ thường mua thì trong đó có gạo không? Ít lắm, mấy ngày trước người ta đã dự trữ hết rồi, nên bây giờ là chưa được. Bà mua gà kìa. Dạ. Đang làm gì đó? Đang làm gì đó? Ăn cơm hả? Thôi ăn đi. Ở yên ở nhà rồi phải không? Không có, đi mua thức ăn nè. Đây, đi mua xoài.